Xin chào cả nhà, đang quay trở lại kênh YouTube của Hồ Bích Trâm Official. Mình làm to lên, nhưng người ta không nghe. Xin lỗi mọi người nha, mình hơi lớn tiếng nha. Ngày hôm nay thì Trâm đang quá thân thành một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới của Linh nha. Mình phải bánh bèo quý vị, mình làm cô dâu mình phải bánh bèo dịu dàng lại, không có được manly giống như bình thường, đúng không ạ? Wow, chân dung chú rể, chân dung chú rể ra kìa, chú rể kìa, ghê không, chú rể bụng bự, quý vị, chú rể bụng bự kìa, mi từ dưới chân lên, chồng của Trâm có gu lạ lắm, bận đồ xám đòi đeo nơ màu đỏ, ngộ ghê luôn. Giờ tôi mới phát hiện ra cái gu ông chồng tôi ngộ quá nè. Đồ màu xám quất cái đòi cái nơ màu đỏ. Giày màu xám, màu nâu mới chịu đây quý vị. Quất giày màu nâu mới chịu. Đổ màu đen đi nó đẹp hơn. Còn cái bộ cái nâu này là để cho cái bộ màu xanh. Ủa mình chờ chứ chúng ta nghe. Mình chờ đó chị. Nửa tiếng rồi quý vị. Đi chụp hình ở phim trường mới mệt một cái thì mình phải chờ người ta chụp xong rồi mới tới mình. Xong rồi cái rồi người khác vô thì người khác sẽ chờ mình xong rồi mới tới người đó. Cô dâu chú rể nào mà diễn nhanh á thì mình còn nhanh. Còn cô dâu chú rể nào mà diễn lâu là coi như ngồi chờ thời luôn á. Trâm chờ từ hồi bây giờ đó là 365 ngày rồi chưa tới mình chụp. Ức quá rồi. Ức chụp hình quá rồi chưa được một tấm hình nào quý vị ơi. Trời ơi chắc được ngày tắm nhưng mà nãy giờ Trâm đã quay được một mớ clip rồi. Clip to cũng sợ. Ủa được mà. Có nghĩa là mình đội quân của mình đông á quý vị. Đội quân của mình đông á, bây giờ mình chia ra bối cảnh nào là mỗi người đứng đó nút kem canh luôn bối cảnh đó đi. Kém em dậy đi chị cha. Kém lên. Thank you.
Em mới biểu ngân chút chứ mấy miệng đem cái loa cho ảnh đeo vô. Cái loa mở micro á, micro á, anh đeo vô là anh lớn hết tất cả mọi người ở đây luôn rồi. Bố cảnh gọi là cô dâu chú rể trong mùng, còn tất cả mọi người ngoài mùng. Ngộ ha, sao mình không chụp ngoài mùng mà mình vô trong mùng mình chụp gì ta? Vậy thôi, ở nhà mình chụp trong cái mùng của mình được rồi. Mình đi ra phim trường làm gì? Đúng không quý vị? Mà không nhận cái mùng này nó mình ghê luôn á. Đố con mũi này nó chui vô được. Hình như chụp qua mùng á nó che lại bớt mặt nó cũng đẹp hơn rồi. Em cãi anh. Mờ ảo. Tay thì vừa để hàng cái để không gãy. Tay trái một cái. Hãy chú á, già đầu rồi cái xịt tinh dâu cứ nghe hung hung rồi chú. Về đi cái gì? Không vậy chị. Chuẩn bị coi tự động tư xì nè. Okay, you know.
Em mới mệt mỏi cái anh photo này quý vị à, ảnh nói sao? Một kiểu nữa là xong mà từ ngoài kia lô vô tới trong đây vẫn là một kiểu rồi xong mà vẫn chưa xong. Em không tin anh nữa nha. Em không tin anh. Rồi rồi mình vô quay quay thêm máy shot nha. Quay luôn mấy cái bị hai á. Cho phải cầm luôn. Cầm vô. Anh là xong rồi đấy. Quay. Nên em tin anh ấy. Anh nói kêu là một ảnh nữa thôi, một kiểu nữa thôi là xong mà từ ngoài kia kiểu ngoài kia vô tới trong đây rồi. Vẫn chưa xong. Họ ta ra đi cho mọi người ăn. Rồi bây giờ anh cứ tạo kiểu. Rồi giống như nãy nha, y chang nãy luôn. Mấy cái đuôi luôn, cái đuôi nóng quá, nó vừa nóng quá quý vị. Hay gọi không? Đồ thì đẹp. Sao cứ không đẹp quay thì đẹp vậy? Nhưng mà nóng quá. Anh đưa cái này em là không ai gọi. Hết không anh cảm thấy nóng quá. Chị mà đưa này, cái này là nhẹ hơn mấy cái. Mấy đứa gì vậy Trâm? Không. Bây giờ ra chỗ quay sáng nào, quay cái TikTok thôi, quay cái kia thôi. Quay ra thôi, không cần nhạc vô đâu. Bây giờ không chụp đuôi cá nữa. Không chụp đuôi cá là lạc chụp rồi. Ở đây chụp đuôi cá chụp nổi chị ơi, chụp hai cái này. Nóng lắm không? Nóng lắm. Hay còn hai cái bàn nữa. Ủa cái bàn nào vậy? Cái bàn phi với cái này vậy? Cái em gửi chị mà. Giờ mình sẽ mình thay bộ đồ khác cho quý vị. Mình qua cái bộ đồ nhẹ nhàng vô đây. Mấy đứa, đợi chị Trâm, mấy đứa ơi. Còn mấy nữa. Em gửi một mấy em cho cái hài rồi. Dạ. Hay quá, mé một rít cái máy rồi đền rồi, chết rồi. Trời ơi, sao lúc đi mà giờ lúc về nó điêu tàn dữ ta. Rồi. Bây giờ đứng đây với bộ quay TikTok đi. Rồi chờ xíu nha, mình quay TikTok đi nha. Rồi. Đi chơi đếm quay TikTok. Anh rồi. Anh rồi. Anh diễn xong rồi. Anh mới đứng rồi. Diễn ơi đã nói rồi, khi nào nó hung thì anh hung. À. Sau này nó bị nhanh quá, là không kịp. Làm gì đâu vội vàng vậy? Để nói cho. Rồi. Nhìn cười. Rồi. Nhìn theo luôn nha. Nhìn đứng lên là nhìn theo luôn này. Rồi nhìn theo nè, rồi nhìn xuống tay nè, hôn rồi đứng, rồi xoay, rồi nắm tay. Là chưa? Quay hả? Ok, đây là đó. Chưa quay hả? Em đang quay rồi, nhưng mà làm chính thức nè. Nguyễn Thị Bé Đơ. Lẹ đi cho anh photo, anh chờ anh mệt mỏi rồi đó. Không nhớ nha. Nhớ là được rồi đó. Rồi. Cứ ngồi đi rồi đứng dậy. Rồi đưa tay lên cao.
tay ba giờ. À, dạ. Quý vị chồng em á, Nguyễn Thị bé nhanh bé gấp á, rau lật đật thôi. Có thành quả này, có thành quả nè. Ui này đẹp nè. Đẹp mà. Đẹp sao? Không cần cắt lại. Ở trên đây cái điện thoại mình tự cắt được luôn. Đẹp á, đẹp á, đẹp á. Rồi chụp anh ơi. Đây rồi. Em nghe máy đi. Ê đưa dài cho chị chụp trước kìa. Đây mới là bộ thứ hai thôi mà em cảm thấy em quá mệt mỏi với cuộc đời này. Đi chụp mẫu cho người ta khác, đi chụp cho mình nó quả dài đậu luôn á. Biết sao không? Đi chụp mẫu cho người ta trả tiền cũng phải ráng vui hiểu không? Còn đây đi chụp cho mình em mệt quá quý vị. Đây là bộ váy thứ hai của Linh nha. Bây giờ phút này là váy nó bắt đầu nó dính vô trong cái người của mình rồi. Nè anh quay mới hỏi tiếp không ra có lại. Em quay ra nha. Lại chắc luôn không chửi em hả? Rồi lại cái thơ thơ nha. 2, 3. Bình thường mình như thế nào rồi chụp này đi ra, đi ra quay hậu trường, quay đi ra tắt máy đi hậu trường quay. Chị hồi nãy đang chụp hình á, ông nhìn em nhìn ổng không nha, ông nhìn xuống cái răng nha, không cần y dính gì kìa. Em lại không luôn á. Sao có hồi vậy? Cái ông nhìn nào, đâu dám nhìn vào mắt mình đâu. Ông nhìn vô răng mình, ông kêu đi cậu vô đi vợ. Không ai rảnh nhà ông chân. Cô đâu đứng phía sau dưới rẻ, ôm dưới rẻ đứng sau. Đứng sau. Đứng sau. Đứng sau. Đứng sau. Vào. Giơ ra, giơ tay ra. Giơ tay ra. Titanic là phải giơ tay ra chứ. Cái tượng bay bay rồi. Thưa quý vị, đây là cảnh chụp poster cho bộ phim Về Nhà Ăn Cưới. Dơ cao, bông cái bông cao lên một tí nữa. Dơ lên thẳng lên luôn. Dơ lên thẳng. Đếm 1, 2, 3 là cùng dơ chân nha. Yeah.